Welcome to Summoner's Rift. Bầu ơi, ông gặp Phú chưa? Gặp Phú nào? Ông đi sao Phú nó hôm qua rủ đi với ông rồi, có gặp Phú không? Rồi, em hỏi là ông bầu. Mà em hỏi là ông hôm qua ông nói là cái vụ mà cho ông Phú thùng xốp rồi sao rồi, ông giải quyết chưa? À, tôi chưa nè, hỏi tôi đang tìm cái thùng xốp màu hồng dễ thương. Hỏi nè, hỏi Dương Minh Một coi đựng thằng Phú vô thùng xốp chưa anh Thi nè. Đọc cô cầu vượt. Bạn đọc cô cầu vượt hỏi vậy đó. Chưa tìm được cái thùng xốp màu hồng nha. Không anh biết đánh chết cụ mày. Biết đánh chết cụ mày. Được. Á thằng kia hên quá, mẹ đỡ. Ai trốn được cái thằng ớt đây. Ớt kia nữa. Á thằng đừng chết. Nếu không giết thì cái E hết tác dụng rồi mình đang vui. Này lướt không mày, lướt nhìn thấy ghét rồi đó nha. Sổng da su cái là bít à, sổng da su cái là bít à, giống tôi dễ sợ. Dạ mày nâng E luôn cho chắc cú đủ đam. Có 2 máu hỏi được không? Chụp có 2 máu. Lại dừng một cam rồi. Thôi tha em anh ơi. Xác con mẹ nó định mày đi. Chạy phải kìa. Cá thằng nãy giờ. Trời thông lời chuẩn bị mở donate anh em vào ủng hộ vài tỷ, trời ơi. Xanh mà tôi vài tỷ là nó, vài tỷ là đi làm từ thiện liền. Quá giàu rồi. Nhưng mà donate vậy là quá giàu rồi. Cũng có một số suy nghĩ trái chiều. Suy nghĩ trái chiều nói sao vụ này hiểu, đợi thời gian đi mấy ông ơi. Tôi nghĩ là donate đợi thời gian đi, lúc này đây mà mẹ nhiều người nói quá. back. Nâng cấp máy thì cuối mùa đi, cuối mùa tôi sẽ tìm hiểu thêm mấy cái vụ mà chơi game offline á. Tôi cũng thích chơi mấy cái game đó, ví dụ chơi mấy game mà đi kinh dị rồi các kiểu rồi nè. Máy chơi xịn là trải nghiệm game luôn, với lại cái về hướng trải nghiệm game đó cũng ngon. Trải nghiệm game nó dễ quảng cáo mấy cái game mới ra nữa, thì vừa trải nghiệm cho anh em, giờ tôi cũng thu nhập cũng có, ví dụ như tìm game mới hay là chơi vui vẻ vậy nữa. Ôi ôi đệt má, ông chết một cái làm đó lên máu luôn. Mày quá tuyệt vời. Kiếm anh ha, bỏ đi. Tới giờ lên đồ tiết kiệm này. Mẹ cái thằng AD đồ ngáo rồi, đéo pha mà cứ đứng này. Anh Dương 11 gặp rồi. Anh Dương 11 gặp AD ngáo. Nó đứng này làm gì vậy? Ôi AD nó đứng. Tôi đi tận giữa bản đồ nó cứ đứng đây thôi. Rồi xong rồi, sắp bắt lời rồi. MC. MC. Ôi ơi, giết tôi đâu dễ. Đây đây. Con lại đi về tiếp, hot VL. Tuyệt vời. Vô vô, mày vô đấy. Mày vô. Em không biết gì cả anh ơi, thôi. Đéo executed được thì đéo nào. Có nực cười gì. Executed đâu ạ. Tại chưa gây đam á, chưa gây đam á là executed. What the fuck? Này, này rồi. Có khốn nạn rồi. Đây, đây có gì để tôi ram xuống nha. Này là rồi, thằng lùng nào đang gọi nữa vậy? Mà anh thường nó toan ganh rồi. Bà mẹ để tôi tắt wifi cái này cái. Nào nó gọi hoài. Chán ghê á. Đang stream mà cứ gọi. Tôi tắt. Tắt wifi cái. Thằng lạnh lùng nữa nó gọi hoài. Em xịt. Thi ơi. Thi ai cái gì? Thi ơi I love you. Mày rồi nha, rồi nha, rồi nha. Chạy hả? Trời ơi không chạy, bữa cái chì chị tới à. Trời gì đây, gì đây? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Mẹ đâu Gamma Fire nữa vậy? Vãi cái đấy, tông cái sắp mặt lờ luôn. À đi, rõ em am luôn này. Nó đang nhắn tin với gậy vậy không ơi? Dạ quan tâm. Ông farm luôn đi. Ui giờ ông dắt ra hại hoài vậy ta. Rồi nó ra. Rồi ra bắn một cái đùng cái là êm xịt nè. Êm xịt. Thì ê. Ơi. Vợ tôi là giỏi rồi. Trời giỏi cái gì? Đàn ông. Ơi vậy? Trời ơi. Công kền quá ông ơi. Đâu giờ ông đâu? Kích. Ông nói nghe thấy mà. Alo. Ôi gọi a coi bà gọi ảo bả nói gì sao tôi nghe được. Alo em ơi, đừng có giận bồn ông ơi. Không có đi. Mất mẹ nó hành lan. Ông mới đi ăn gà với anh về. Ăn gà 45 kg, còn no lắm không có nói chuyện được. Dạ ông sinh năm bao nhiêu? 94 không ơi. Ờ 94 vậy tôi sinh anh được mà. Hả? Ờ 94 vậy tôi sinh anh được đúng không? Tôi hơn 3 tuổi mà. Mới ăn gà 45 kg còn mỏi miệng nó không nói chuyện được em ơi. Để tập trung. Rồi chặn cái tường xong rồi. Man fire lên kìa ông ơi. Giết nó luôn ông ơi, cân hai ông ơi. Rồi luôn ông ơi. Đâu nó đâu. Rồi ông với người rắc sỏ nó đi. Chết luôn đi, không có ulti thì chết đi. Rồi lên. Rồi chậm ra đi ớt. Hay lắm. Tôi quay đài 3 thằng luôn. Trời ơi. Ôi trời ơi. Này. Ôi trời ơi. Bà mẹ Việt Nam không. Trời ơi, ông thấy nó bốc hơi không? Ông thấy nó bốc hơi không? Ông thấy tôi quy vô cái ra thằng kia mất tiêu luôn không? Quá mạnh rồi. Ủa thằng nào ta le xuống vậy? Ủa what the fuck. Bà mẹ mày. Mày đánh ai á? Mày đánh với ai đó? Con mẹ mày giỡn với anh đó hả? Thằng nào nữa? Đâu ulti không á? Đâu? Ulti đâu? Trời ơi tôi biết hướng đó rồi ông ơi. Để gì mà nó giết tôi được. Trời xuyên giáp từ bao nhiêu rồi mà không mạnh. Đồ tôi lên đồ tiết kiệm mà tôi cướp được 37 sớm nữa chứ. 37 sớm thì tôi kiếm được 500 sớm, bây giờ tôi sắm đồ lên. Đó, tính luôn cái lớp siêu nữa. Đó, thấy gì chưa? Xong rồi tắt dụng mẹ gì trời. Có nói như kiểu thẻ ATM tự nhiên nó rút tiền. Đây rồi. Gì đây? Ây da. Ôi da. Trời ơi, nó tóc biến đi nó. Tức. Nó tức mà tụi nó tức ha. Không giết được nó tức. Anh mà được cam rồi các mạng cho xong rồi giờ team thì ngu. Nó cứ đưa mạng cho Frisbee ra sao? Đừng nói thì cam cho. Chạy. Đây tôi đang chạy xuống với ông nè. Ôi. Còn sống rồi, chạy cắm đầu chạy. Ôi nó tóc biến lên nó giết không nè. Đây tôi đang ra. Bà mẹ cái thằng này. Chạy đâu? Nói mày tuổi lì. Chạy. Một cái cầu sắm rồi đi à. Ây da. Trời ơi. Đúng rồi, với thằng đấy đây rồi mày. Ơ, à, sao nhảy vội vậy? Mày còn gán chạy nữa chứ. Ây da. Bà mẹ. Làm phải tóc biến nữa chứ. Tức. À đây rồi. Sùm này nãy giờ coi như là nó một mình nó phá một đường AD pha được 81 con này. Nó đi phá một đường AD thọt luôn. I'm always ready. Chứ biết mẹ gì tiền đâu. Phá luôn rồi. Đây mình pha từ đâu này, 81 con này, nó chạy ra miếng pha của mình rồi mình thọt. Bỏ tim với lại gì? Là 4 đến 5 tim kia gì đó. Trời ơi. Bắn cái nửa cây. Ôi chết mẹ. Giọt. Oh no. Rồi luôn. Á đồng quá. Mắt không mua. Giả sử hai cái đồ cướp rừng một lúc, cướp xong 3 lần nó có hóa cả hai con anh Thi, cái đó là không nha, mình có test rồi, mình thử rồi. Mới đầu thì nó vẫn xây, nhưng mà khi bạn hoàn thành được một cái thì nó lại trở về như cũ. Nó như nãy giờ mình đổi, nếu mà mình cướp thêm một bãi nữa là mình lời được 1000 vàng rồi, 12 với 1000 vàng là chưa tính cái tiền farm này riêng đúng không? 12 mạng này là mình được 3k6 rồi. 3k6 với lại mình cướp 2 món là mình được 4k6 tiền, 4k6 tiền là chưa tính, 4k6 tiền chưa là chưa tính tiền farm đó, là cái đó là tính ra tiền rồi, còn farm nhiêu thì hên xui lắm. Nói chung là mình lên mình lên cái đồ này thì mình sẽ không chú trọng vô farm. Thì mình farm hết bầy cái mình đi kiếm vòng đó, thì mình cũng hơi thọt farm xíu nè, mình đâu có farm kịp thời gian đâu. Nhưng mà mình kiếm được. Nhưng mà tính số tiền thì mình vẫn hơn. Đó. Rồi, nhìn đi mình gần 3 món rồi nè. Mấy thằng này leo hoa một món không à. Mới có 12 mạng với nhiều hơn đó, 12 mạng này hơn 3k6 là hơn nó một món với nhiều. Đúng không? Mà tôi hơn nó tới. Giờ tôi cướp bãi nữa thôi. Nè cắm quạt kìa. Chiến ông ơi. Chơi đúng không ơi? Quất luôn, lộ luôn. chạy đi đâu. Đứng đơ rồi. Vào chạy rồi. Chạy. Giết luôn ơi. Rồi luôn rồi. Không vô tường luôn ơi. Bà mẹ mình anh hùng. Ôi sao tôi tăng trụ ta? Trụ bắn tôi phê quá. Ơi. Ơi. Cứu tôi ông ơi. Trụ bắn phê quá ông ơi. Dọc. Mạnh quá, mạnh mẽ quá. Ây da. Oh no. Úi trời ơi. À. Cỏ nó hình tì. Sao? À, quấn luôn thôi, hàng này quýnh ông tới Tết luôn không? Nó hết tì rồi đó, nó hết tì rồi đó. Sao ông dắt chạy hả? Dắt quất đi. Dắt. Ô quách nó cắm đầu chạy kìa. Ô quách đâu. Vai này. Mẹ nó lấy bà mày qua mà nó sợ mấy cái này. Cái muốn sao được gì bộ. Tìm chấm hỏi. Trời. Chuối gà ông ơi. Kiếm chuối rồi. Dạ. Chạy. Ui. Mẹ, quất ông ơi. Chạy ông ơi. À, con này nó có cái combo kiểu đó nha, ai mà đỡ. Đây là chụp thằng kia anh Ti. Vai ra. Rồi tốt rồi. Dép nó ban rồi bạn. Bộ biết đánh ở đây không Bộ? Hả? Không biết đánh ở đây không? Chút đánh ở đây thử coi. Để hết trận đi, tôi đi boss với tôi với ông đi boss. Ok. Đánh ở đây không? Đánh thử coi. Dỡ cái đánh cơ. Đại đi, đánh từ từ em cái gì. Trời luôn quá, tôi đến luôn quá. Trời ơi, tôi sợ thằng nào không? Tại đâu? Trời ơi, tôi chiếm một kêu rồi ông ơi. Còn nó quánh tôi sát mặt lò luôn ông ơi. Chạy. Ok đi mời. Ồ, ngắt riêu nó cũng xanh lắm. Ôi, thank you. Nó lên xuyên giáp rồi mà mày nó bắn tôi đau vừa lực. Ừ. Dây tam hợp ngon không anh? Dây hả? Dây đam cũng được, cũng ngon. Cũng ngon với team này bạn lên tam hợp cũng được nè. Team này nó không có nào lên tăng nè, bạn lên tam hợp cũng được. Nhưng mà mình thích khúc rap này nhất nè. Cũng được nhưng mà lên xuyên giáp mình bớt đam, với lại mình còn lên đồ thủ nữa mà. Lên tam hợp thí dụ bạn lên ba kiểu mà ba món đam á, ba món đam rồi xong bạn còn hai món còn lại lên tăng á. Hoặc là hai món bốn món đam rồi mà con dây này đa số là đi đam không à. Mình lên cái đồ này team nó giấy không, mình lên xuyên giáp mình bớt một cái. Nói chung là bất kỳ thằng nào team nó luôn, mình chỉ cần bắn trúng cầu sấm mình quy vô là chờ mình e là chết. Team này là ngay cả Yasuo thì mà đánh thêm vài cái nữa. Yasuo đánh thêm vài cái rồi e. Mà Yasuo này nó có cái lượng. Bà nội cha mày, bà nội cha mày. Nó còn tha nó ăn cái đánh không nổi luôn. Thằng kia nó lùi vô tới nhà rồi kìa. Hỏi xô rồi. Sao chưa mở donate anh? Nói chung gấp bận biểu á, ngủ thời gian ngủ không có nữa, có thời gian cài đâu. Hôm qua kiểu stream cũng khuya quá, anh Virus ổng stream cũng khuya rồi, ảnh có nói gọi cho mình mà chắc ảnh quên rồi, tại ảnh đang bận stream á em Hoàng.